Hơn 20 năm ra Hà Nội mưu sinh, công việc chính của anh Trung là làm thợ cơ khí. Sinh ra và lớn lên ở miền quê thuần nông xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định. Quanh năm gắn bó với ruộng đồng, không đủ để có một cuộc sống dư giả. Anh Trung quyết tâm ra Hà Nội mưu sinh. Công việc tuy vất vả nhưng đem lại cho anh nguồn thu nhập tương đối ổn định hơn so với công việc làm ruộng ở quê. Chỉ nếu mà chi phí ở trên này một cái trang trải thợ thuyền thì cũng có lúc thì đến lên đến 5 đến 7 thợ, lúc này. Còn bình thường thì 3 4. Còn trang trải cho anh em là cứ mỗi một người bình quân làm sao cái mức thu nhập 5 đến 6 triệu là ăn uống rồi. Khi nhiều việc, anh Trung về quê dù thêm người thân, hàng xóm ở quê ra Hà Nội làm cùng. Phải nói là nó vất vả hơn, nó cực khổ hơn so với làm nghề làm ruộng, làm ở nông thôn thì là nó khắc khổ, cực khổ luôn. Đấy. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh thì cứ phải cố gắng thôi. Ở quê bây giờ trông vào cái nông nghiệp thì chả được cái gì cả. Nên bắt buộc là về cuộc sống mưu sinh là phải đi làm. Đấy. Đây là lán trọ mà anh Trung và đội thợ của mình thuê để ở. Mỗi tháng trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt, anh cũng để ra được từ 5 đến 6 triệu đồng gửi về cho vợ nuôi 3 đứa con nhỏ ở quê. Công việc bận rộn khiến những chuyến về quê thăm gia đình cũng dần thưa thớt hơn. Đôi lúc cậu con trai nhớ bố lại được đưa lên với bố vài hôm. Một giờ đi xì, à một rưỡi. Cái hết bát cơm này ăn hết ba nữa cho mình. Đi sau. Thực ra là đi xa nhà làm này nhớ nhà chứ, mà muốn về nhà nhưng mà bây giờ thực giờ các cháu nó còn nhỏ nên mình cũng các cháu còn nhỏ nên mình cũng phải đi ra ngoài để làm. Nhiều khi là cũng thi thoảng mới về nhà. Trước sau thì mình cũng phải về quê chứ không thể ở đây này. Ở trên này cũng còn là, bây giờ mình còn trẻ thì cũng gọi là mưu sinh cuộc sống ở trên này trong thời gian nhất định thôi. Hơn 20 năm ra phố mưu sinh cũng là hơn 20 năm tự mình chăm sóc cho mình từ miếng ăn giấc ngủ. Không có gia đình, người thân ở bên, đôi khi anh muốn từ bỏ, muốn về quê để đoàn tụ. Nhưng liệu ba đứa con của anh sẽ ra sao khi chỉ trông chờ vào mấy xảo ruộng? Suy nghĩ đó luôn thường trực và anh lại cố gắng bám trụ nơi này. Thực ra ở quê thì mỗi một vụ lúa thì khi mình trồng mình cấy xong thì nó rất nhanh, nó chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Còn cái công việc ở nhà thì ít, nên mình phải ra ngoài này để tập trung vào làm. Nên thế này thì chi phí nó nhiều, vấn đề nó khác. Ở quê thì có thể là ra ngoài thì vườn hái được bó rau, nhưng ở trên này thì tất cả mọi cái mình phải con trai, tất cả vì đồng tiền cả, đúng không? Cái nắng như thiêu đốt của mùa hè ở thủ đô như thử thách lòng người, và công cuộc mưu sinh nhiều khi phải đánh đổi bằng cả sự cực nhọc hiểm nguy.